Gói 80 tờ giấy ướt cho bé thành phần an toàn và siêu tiện lợi cho bé yêu, giấy ướt gói 80 tờ được sản xuất theo công nghệ hàng đầu của Nhật Bản và được đánh giá và kiểm định nghiêm ngặt nên đây chắc chắn sẽ là sản phẩm được nhiều mẹ tin dùng cho bé yêu của mình. Với thành phần chính từ 99.9% nước tinh khiết, không chứa các chất có hại cho da bé như cồn, paraben, ngoài ra, giấy có mùi hương tự nhiên, nhẹ nhàng không gây cảm giác mùi nồng nặc khi lau xong. Công dụng chính là dùng để vệ sinh cho bé hàng ngày, mẹ có thể sử dụng giấy ướt lau ở bất cứ nơi nào bé bị dính bẩn. Giấy ướt có thêm hoạt chất hyaluronic acid sẽ giúp dưỡng ẩm cho da bé cực tốt nên mẹ không cần lo lắng khi dùng khăn ướt da bé sẽ bị khô ráp sau khi lau xong nhé. Bên cạnh những công dụng siêu hữu hiệu thì giấy ướt có kích thước với khổ lớn nên khi sử dụng rất tiện dụng. Với 80 tờ thì mẹ có thể dùng rất lâu và có thể dùng cho cả gia đình, sản phẩm an toàn và siêu tiết kiệm giúp việc vệ sinh cơ thể bé thêm dễ dàng hơn. Các mẹ hãy thử ngay và liền nhé, ưu điểm chính của giấy ướt thành phần chính từ 99.9% nước tinh khiết. Không chứa các chất có hại cho da bé như cồn, paraben, mùi hương tự nhiên, nhẹ nhàng, không gây khó chịu mỗi khi sử dụng dùng để vệ sinh cho bé yêu hàng ngày. Mẹ có thể sử dụng giấy ướt lau sạch vết bẩn bám dính trên người bé khi mới ăn xong hay nghịch bẩn. Giấy ướt lau nhẹ nhàng, dưỡng ẩm da bé cực tốt, không gây ẩm ngứa hay khó chịu, số lượng 80 tờ, hộp. Sử dụng được thời gian dài, vừa tiện dụng lại vừa tiết kiệm chi phí, thông số của sản phẩm. Kích thước 14, 0 x 20, không CMX 80 tờ, thành phần, 9,9% nước tinh khiết, không chứa các chất có hại như cồn paraben, hương liệu nhân tạo, propylene glycol